cho các bạn. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách lấy được cái link MP3 giấu trong MP3 chứ. Cái cách lấy cái bài hát trong một bài hát lẻ thôi. Rồi sau đó mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách lấy toàn bộ cái album. Rồi sau đó nữa đó thì chỉ qua nhạc của tôi. Nhạc của tôi thì hơi khó lấy một chút. Rồi mình chỉ cho các bạn lấy những cái bài hát trên Jimmy mà là chất lượng cao. Ví dụ như có bài hát nào đó nó yêu cầu là mình phải là chọn cái chất lượng là đây, trên 128 nó yêu cầu Zin VIP. Bây giờ mình không có Zin VIP, làm cách nào mình lấy được cái bài hát có chất lượng là 320, tức nghĩa là cao hơn cái chất lượng hiện tại bình thường là 128. Rồi tiếp theo nữa đó thì mình sẽ dạy cho các bạn cách lấy các video trên YouTube. Rồi giả sử như mình đang ở một bài hát lẻ, đầu tiên ha, cái tút này là lấy một bài hát lẻ. Bài hát lẻ là sao? Là bài hát đó nó không có nằm trong cái album. Đây, nó không nằm trong album. Mặc dù nó đang thuộc cái album Mình Nhớ Nhau Hoài đúng không? Nhưng mà mình lấy ra cái bài trong cái album này mình nghe thôi. Nó không có cái list ở phía bên dưới. Các bạn xài Jimmy các bạn biết rồi. Nếu các bạn nghe một cái album á thì nó có cái list ở bên dưới. Ở đây mình sử dụng Firefox nha, để mà mình phân tích các phần tử đó nhanh. Thì các bạn biết á, là cái này gọi là flat layer. Để một cái flat layer mà nó hát được một bài hát thì nó phải nhận được cái link bài hát, nó mới hát được bài hát. Tuy nhiên cái này không phải là link bài hát các bạn. Cái mp3.zin.bài hát con đường cmd này không phải là link bài hát, mà nó là cái gì? Nó là cái địa chỉ để mở lên toàn bộ cái trang này. Rồi trong toàn bộ trang này nó mới có chứa cái link bài hát trong cái lab layer này. Rồi bây giờ các bạn nhấp chuột phải lên đây thì nó sẽ hiện ra link MP3 gì đó, nên mình phải nhấp mé mé nó nè. Rồi các bạn chọn là thăm dò phần tử. Đây, các bạn nhìn là mình đang ở cái tiết là lab layer đúng không? Layer, lab layer, các ăn là cái khúc này. Mình chỉ phân tích khúc này thôi, những khúc khác mình không cần phân tích. Tại sao vậy? Mình kéo xuống, thấp thấp xuống mình coi rồi. Đây, detail function là nó nằm ở cái chỗ nhạc chờ nè. Line info là ở đâu đó. Rồi lời bài hát nè, lyric container là ngay chỗ này nó sẽ chỉ. Như các bạn lít vô last layer kìa, last layer gì nó chỉ tới như cái chỗ này. Như vậy mình sẽ copy toàn bộ cái nút này, sao chép HTML ở bên trong của nó, hoặc là edit HTML này, sao chép ra, mình copy chút này ra. Mở notepad cộng cộng lên mình nhìn cho nó dễ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái chỗ này đây. Đang là nếu mà các bạn có làm nhúng một bài hát vô trong cái flat layer thì các bạn sẽ biết liền. Para tức nghĩa là các tham số. Ví dụ như cho phép mở rộng full screen là mở rộng toàn màn hình. Rồi flat var là cái nơi mà để chứa cái bài hát đó các bạn. Nha, flat var là nơi để chứa cái bài hát. Thế nào ví dụ như là chỗ này nè, auto start bằng chu, có nghĩa là tự động chơi bài hát. Nghĩa là khi các bạn mở cái link này lên thì tự động các bạn thấy là bài hát tự động bóp play, mình đâu có nhắn đâu. Rồi XML chính là cái link chứa bài hát đó, cái ăn 100% là vậy. Này thì copy tới đây thôi, tại vì cái ký tự này nè các bạn và AMB này thì nó tương ứng là cái dấu và, đây là một cái mã HTML thôi. Rồi bây giờ mình copy tới đây, nghĩa là không copy tới dấu và ha, nhấn Ctrl C. Rồi mở Firefox lên, bắt qua đây đó thì chúng ta ra được một cái file HTML. Trong file HTML này nó sẽ lưu những cái thông tin, ví dụ như tên tập tin, tên người thể hiện, link bài hát tìm kiếm, sụt. Cái sụt là quan trọng nhất. Cái sụt á là cái nơi mà chứa cái bài hát MP3 của mình đó. Còn cái tên như vậy cũng không có sao hết trơn á. Bây giờ mình copy mình dán qua đây. Các bạn nhìn kỹ ra cái tên nó có biến đổi không? Đường sụt quá. Đây, HTML3 trên HTML đúng không? Nhưng mà bây giờ nó qua đây thành cái stream này. Thì lý do là nó chuyển hướng thôi.
nó chuyển hướng từ cái link này thì nó sẽ chuyển hướng qua cái link này. Mục đích của nó cũng là bảo mật, giúp cho người ta cũng không có biết nó nằm ở đâu thôi. Nhưng mà mình đã phân tích được tới đây thì mình sẽ biết. Rồi. Con đường xưa em đi Minh Dũng là ở đâu ra đây? Là ở đây nè. Con đường xưa em đi gạch ngang Minh Dũng nè. Ha. Rồi. Mình có cái sọt này thì mình có thể play trực tiếp trên đây hoặc là nhấp chuột phải, chọn gửi audio hoặc là tăng tốc độ lên. Đặt cho nhỏ này. Cái tăng. Đó, nhanh rồi đó. Giống như chạy kéo vậy. Rồi thôi bây giờ mình nhấp chuột phải, mình chọn là lưu audio thành cái gì đó. Mình là con đường xưa em đi, enter. Rồi nó luôn nè, thấy không, ra 46. Đó là cách lấy một cái bài hát lẻ không nằm trong album. Bây giờ cách lấy toàn bộ album đúng không? Giờ ví dụ như mở vô cái album của anh Minh Dũng này luôn nè. Rồi thì cũng vậy thôi, thăm dò phần tử. Last layer thì nhấp chuột phải, sao chép phía trong. Đó là cách 1 thôi. Cách 2 nè, mở rộng nó ra, mở rộng này ra. Trong đây nè là cái đoạn code nè. Bây giờ các bạn coi lại bên cái notepad này, các bạn sẽ thấy đây, và CMS, CSM, CMS key gì đó đúng không. Đây rip text java rip, rip text java rip. Rồi bây giờ nè, đó, cái này là cái hay nè. Nhấn vô nó sẽ hiện ra toàn bộ code trong đây, nhìn nó cũng dễ hơn. Mình khỏi công mở notepad nè. Các bạn double click chuột vô hai cái, các bạn bây giờ biết rồi ha. Last va ở đâu nữa đây, mình kéo nó qua đây. Tới lúc này các bạn chú ý nè, XML xong, XML bên đây, XML album XML, thấy chưa? Như vậy đây chính là toàn bộ thông tin của cái album, là album là cái gì, album là nhớ nhau hoài. Bài hát đầu tiên là Đêm Gành Hào gì đó, bài cuối cùng là Con Đường Xưa Em Đi. Và các bạn coi phải không, Đêm Gành Hào rồi gì nữa, Con Đường Xưa Em Đi, được rồi. Bây giờ mình muốn tải hết tất cả các bài hát này đúng không. Đây một bài, chép mở notepad lên đi. Hai bài, nếu cái này các bạn lập trình thì nó sẽ rất nhanh. 3 bài. Còn do các bạn không có lập trình mà các bạn làm thủ công thì nó hơi tốn công. Rồi còn tốn công hơn cách là lít vô đây từng cái cho download nữa. Nhưng mà ở đây mình đang học cái kỹ thuật. Còn nếu mà các bạn lập trình được thì chỉ cần người ta gửi vô cái này thôi. Cái mình lập trình, mình phân tích ra cái file XML này, rồi mình đọc vô những cái nội dung này, rồi mình tải luôn cho người ta luôn. Đây có 4 file này đúng không, các bạn nhấn Ctrl C. Ở đây, đây Adbath Download From Libor. Rồi đó, ra 4 file đó. Nhưng mà phải đặt tên lại. Còn cái chuyện mà làm cách nào để đặt tên lại thì chắc là mình phải chỉ các bạn ở những video sau, hoặc là mình phải lập trình. Đặt tên lại thì dựa vô đây nè, dựa vô cái title nè, để cái perform nè, mình có thể đặt tên lại. Rồi trước tiên là Jimmy ha, ở video tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn trên lấy video trên Jimmy, rồi lấy nhạc trên nhạc của tôi, rồi sau đó sẽ là lấy nhạc mà yêu cầu là phải có thẻ VIP